Ơi, xin chào cả nhà mình. Ok, xin chào tất cả mọi người. Nhưng mà quên, chưa chưa có ai vô chào cái gì, đủ để vô có một hai người vô chứ. Bây giờ nó, ở Việt Nam thì nó ngủ mẹ hết rồi. Ai thôi thì giờ nay rảnh qua thăm ông, rồi rủ ông đi chơi đi ăn thì sẵn lai luôn. Ồ, đi ăn đi uống gì, giờ này tao mới đi ăn cơm xong nè. Vậy Cơm giờ hả? nhà mình buồn quá, có ăn cơm. Dạ ơi vậy đi vậy thấy nè Rồi hả không ạ, đúng rồi, ok hả điện vậy thoại đi. hỏi ấy Ok. Để đó mình thì nay bên bên kênh em có anh Quỳnh Hữu Nghĩa lên rồi đấy thế à? ừ. Ở Thì bên giờ bây Nam giờ hả? bữa nay nói đề tài nè sẵn nay đầu năm đó, kênh này thì dẹp ba cái vấn đề drama rồi bây giờ chỉ nói những chuyện mà Drama office ra thôi biết cái gì. đó. Bây giờ tôi nói cho mày nghe nè, tất cả mọi cái nó đều đã vào vào cuộc, vào guồng máy mà của nhà nước đã rớt tay vào rồi, họ đã đưa lên lên có những cái công an vào cuộc rồi, rồi họ bộ gì cái gọi là cái gì, viện kiểm sát nhân dân đã vào cuộc rồi, tất cả mọi vấn đề đã đều giải quyết rồi, họ không nhúng tay thôi. Nhúng tay đương nhiên là phải có cái quên nữa, cái bên bên tất cả mọi người nghe rõ không, gì đây, quan trường gì đấy, có nghe rõ không, cho ông biết cái tên tên Ủa, qua về Việt Nam em với anh cũng đi chung và qua Mỹ cũng gặp nhau nữa rồi chúng nó cứ đè cả nó chửi miết không. bắt bớ gì chửi ta, kỳ kỳ lạ mà bình Rồi thường. thôi mọi chuyện đi ông ơi, bữa nay là người thật chuyện thật quý vị. Cái ông này nè, ổng Việt Nam cũng mua đất xây nhà Có nhà mua nhà luôn rồi, đó. đứng tên sổ đỏ luôn rồi. Thì có Nhưng mà một riêng cái đặt là cái có cái trường hợp của tao là như là tao đã về muốn làm cái giấy tờ đó mà phải về thời gian khá là lâu, để làm chi, để mà mình làm tất cả mọi thủ tục về vấn đề về pháp lý cho nó trôi chảy. Mình không thể nào mình đi 1 tháng hoặc là nửa tháng mà mình được mình đòi hỏi là phải làm được cả chuyện đó Nói chung chị. thì anh muốn thì anh phải Đương bỏ nhiên công rồi, cũng phải thôi. bỏ công thôi, cái đó là anh mua cái gì anh phải có cái sự trả giá chứ, đâu có phải là cái gì anh cũng được đâu. Hôm nay cũng chẳng nhân dịp Hiếu nó tới thăm nhà mình, nó tới thăm mình thì sẵn anh em mình làm một cái like cho nó vui luôn. Với lại nếu mà một mình tôi nói thì có nhiều người ta họ sẽ không tin, hoặc là một mình thằng Hiếu nói thì họ chắc chắn là họ nghi ngờ. Nhưng mà tôi là người thật việc thật. Chào Nguyễn Hữu Nhà nha, Nguyễn Hữu Nhà nghe rõ không em? Cho tôi biết cái rõ rõ về để hồi tôi nói Không, với góc nhìn đề không. tài hôm nay á anh em mình sẽ nói rõ cho bà con cùng được biết để mấy anh em Việt kiều á là cũng bớt hoang mang bởi vì phần lớn là họ cứ nghe trên mạng nói rồi nghe người này kia rồi nghe mà toàn nghe không à mà cái chỗ cần nghe là không nghe đó là có người cái thời buổi này anh thấy không năm Nhà 2024 nhà rồi có nghe rõ không anh? rõ rồi Rõ hả? Không năm tin. 2024 rồi mà có người nói á, là tôi bị gạt khi mua nhà đất ở Việt Nam bởi vì Cái đó là nhờ người ta đứng tên rồi mua đi rồi cộng sản lấy của anh á xuyên tạc thôi, anh có đó bị lấy không lấy không khí lấy. sao lấy Ta nói cho mày nghe một cái điều này, một điều đơn giản nhất á, là có nghĩa là khi ta có tiền không ai dạy gì lấy cái đồng tiền của ta bỏ cho một người khác cầm cả. Cái điều điều tiên quyết chỉ có mấy cái thằng nói xạo, với lại nó có một tư tưởng gọi là chống phá đất nước Việt Nam mà nó mới xuyên tạc mà thôi. Tôi nói cho mày nghe, ngày xưa cái thời mà coi như là nhà nước mình là ba không ban giao, nghĩa là Thế còn nghĩa là cái thời chưa khi trời xưa sửa mấy chục năm trước thì mà đúng rồi, khác bữa nó không ban giao với nước Mỹ, cho nên việc đó thành ra những cái luật đất đai nó chưa rõ có ràng rõ ràng, nó chưa vào quy củ. Nhưng bây giờ thì tất cả mọi cái việc mà coi như đất đai nhà cửa thì nó có luật hết ráo rồi, không còn gì phải cả nữa. bây giờ em hỏi anh nè bây giờ cái quy trình mà anh về anh mua đất đai thì anh mua như thế nào anh nói cho mọi người nghe nói đi chung từng tất bước cả một là nói chung là tất cả là khi anh là công dân Việt Nam, anh có cái hộ chiếu Việt Nam thì anh được quyền mua, có anh nghĩa là mua anh có được quốc tịch Mỹ rồi anh làm cái passport Việt Nam đúng mua Việt không Nam, phải passport Việt Nam nha, tức là nó xác nhận cho anh là người quốc tịch thì anh đã được quyền mua rồi. Ủa ngày Nhưng xưa em nhớ là anh đâu còn giấy tờ mà anh làm lại bằng cách nào bằng cách là khi nào nó có nó bảo vệ nó lâu chỗ nè, đầu tiên á, là mình phải về hồi ngay xưa là anh lớn, mất hết trơn giấy tờ luôn phải không không phải là mất nhưng mà mình đâu có giữ cái giấy tờ đâu, mà nó quay đâu có giữ đâu, coi như là cũng không có. anh qua Mỹ năm nào 98 98 này hai gần 30 rồi, gần 30 dạ năm rồi. Thế thì như vậy có nghĩa là khi anh tới cái nơi anh lưu trú ngày xưa đó, anh xin trích lục hộ khẩu gốc. có nhà không còn giấy tờ hết Tức anh như trích là rồi anh tới nhưng mà cái trước khi về đó. Việt Nam á là anh phải làm passport chứ
Cái Có gì Bashmore đâu. thì được, ai cũng có Bashmore cả, như mày bất cứ ai cũng vậy, nếu là người Không, Việt nếu như Nam. tao không còn hồi trước anh làm, anh lấy bắt bò cũ hay lấy Bashmore gì? cũ anh đổi lại, tức là À, cái à. Bashmore mà còn giữ anh bỏ lại thì nó sẽ renew cho anh một cái Bashmore mới. Còn nhiều nhiều người mà không có Bashmore cũ á, dụ Thì nó đi diện làm khác thì người ta có thể lấy khai xanh lấy bất cứ đúng gì đều rồi, được đúng hết đúng rồi, để chứng không? minh là Ừ. người Việt thì ta làm Bashmore được hết Ừ. á, cái điều đó được hết á. Mà nó Nhưng dễ mà mà rất là ra dễ lắm, máy máy bay nó anh làm á. ra vô vô một cái con đại lý của vé bay, anh nhờ nó tao mà làm. Thì thứ nhất nếu mà anh vả quá, anh không có một cái gì gọi là bắt buộc thì sẽ, nó sẽ làm visa cho anh mấy ngày đầu tiên, mấy năm 2005 2006 là tôi về bằng visa chứ tôi đâu có bắt bò. Nhưng mà sao vô tình là tôi lục được cái bắt bò cũ á, lúc mà mấy chục năm về trước á, nó hết hạn từ lâu rồi. Nhưng không sao hết, đã hết hạn gì không có biết, nhưng mà nó có vậy đã là anh đã chứng minh anh là người Việt Nam thì tôi làm cho anh, thế À, thôi có đơn nghĩa là giản. đầu tiên anh về Việt Nam bằng cái passport Việt Nam. Không, lần đầu tiên tôi về tôi về Không, visa, coi như sau này trước khi mua sau đất này á, sau này mua đất anh về, về bằng cái có passport Việt passport, Nam. đúng rồi, có cái passport rồi, được quyền mua rồi, có nghĩa là lúc đó là anh xác nhận anh là, Công xác dân nhận anh là Việt. công dân Việt Nam rồi. Nhưng mà anh chưa có đủ đầy đủ thủ tục, là anh chưa có những cái ví dụ như là căn cước công dân rồi bằng lái xe, hoặc là những cái mà phụ kiện mà dính vô cái đó thì mình chưa có, mình chưa hợp thức Phải quá. về anh làm. Thì bắt đầu về anh làm. Thì đầu tiên về làm là coi như là phải về nơi cư ngụ cũ, trích lục hồ sơ bản gốc, nghĩa là xác nhận vào công an quận á, nó sẽ xác nhận cho anh biết là anh có ở đó từ thời gian đó Thời gian hay là nào thời gian không nào đúng không? đó. Rồi xong rồi trong thời gian đó bắt đầu anh qua Mỹ tâm anh làm cái gì, anh sinh hoạt anh phải kê khai hết ra đàng hoàng, xong rồi vợ con anh rồi tên gì các cái đầy đủ trên vậy. Rồi xong rồi dính líu anh phải nộp vô tất cả những cái bằng chứng mà anh có, ví dụ như là hung thú nè, giấy khai sinh các con nè, tên gì hiện giờ làm cái gì, định nộp vô hết cho đàng hoàng. Cho nên vì cái đó nó có thời gian rất là dài đâu, cái chỗ làm mà khi mà nộp cái giấy hung thú ví dụ vậy thì sau là 5 7 ngày sau hoặc lần tuần lễ sau nó cái yêu cầu bổ túc hồ sơ giấy khai sinh con. Rồi lúc nào mình ở đó thì bắt đầu mình ở đây mình mới điện về bên Mỹ kêu bà lục ra những cái giấy khai sinh con, bắt đầu từ 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 gì đó để cái đứa con, rồi nó mới hỏi là gia đình đó bây giờ có chồng có con rồi chưa, tức là nó rất là cặn kẽ. Thế rồi rạng khoảng 1 2 tháng sau bắt đầu vô tình anh ở nhà anh chờ điện thoại, cho số điện thoại thì tao cũng phải bắt buộc tao phải làm một cái điện thoại chính danh ở ở Mỹ, À, coi ở như của ở Việt Việt Nam Nam á, chứ Việt Nam là á, bắt với lại điện thoại chính chủ. chính chủ ở chính chủ thôi, chính chủ rồi để làm chi, để nó liên hệ thường xuyên đó, nó khỏi như vậy. Thành ra khi mà mình không dám đi đâu xa nhiều khi ví dụ mình ra Hà Nội hoặc mà đi Nha Trang hay đi đâu mà đỡ lâu ngày á, lỡ nó kêu bây giờ anh về để có chuyện bổ túc hồ sơ thì làm sao mình về, thành ra phải túc trực ở thành phố. Thì ra nó thời gian nó lâu rồi, thì cứ từ chút thì chút thì chút về bắt đầu xin rồi xong đầy đủ thủ tục thì cái nó yêu cầu nó cho mình một cái kiểu là số định danh, À, sao mình danh số định danh, số định danh đúng từ rồi. người luôn. Thì tao có bà có 3 đứa con À, có làm hết, hết cái gia đình có nó luôn, ở Mỹ luôn, luôn. family làm hết luôn, Nghĩa là vợ anh ở Mỹ, con cái Mỹ cũng có Mỹ số định danh có luôn. định danh luôn. Ồ. Có nghĩa là tất cả là đều xác nhận là người quốc tịch Việt, Việt hết á, vì À, số dạ. định danh toàn bộ. Ví dụ như bảo về Việt Nam nó chơi hay cái gì đó Phải là làm mới luôn. vô làm luôn, mới vô chụp hình rồi lấy dấu vân tay là làm căn cước công dân. Mấy đứa nhỏ cũng vậy, ta làm sẵn luôn mà, làm một lần là mình không có làm mình, làm mình cũng được chứ mình yêu cầu là làm toàn bộ gia đình nên chi sau này nó Hiểu có cái rồi. Có nghĩa là anh nói nãy giờ người ta lại không hiểu, đem để nói rõ là tại vì anh cầm á, là ảnh không những anh làm cái căn cước công dân cho bản thân ảnh mà làm cho tất cả vợ con anh luôn, cho nên ảnh mới cần những cái giấy tờ mà người Đúng ta kêu rồi, là bổ túc á. bổ túc, là như là cái hung thú rồi khai xanh. Còn nếu một mình anh thì ai qua yêu cầu đó, cho nên nhiều người đừng có hiểu sai lệch. Rồi ok, tiếp Thành tục. ra tôi anh làm coi như toàn bộ người gia đình luôn. Thấy đó thì cái đó là một cái thời gian khá là lâu dài, mấy tháng á. Mấy tháng xong rồi bắt đầu mới chờ đợi 2 tháng nữa, 2 tháng nữa để mà nó cấp cái, ta đi làm ta đi chụp hình làm cái Vân tay chụp căn hình cước nhận công dân thứ. đó. Thì 2 tháng sau nó mới trả lời là mình lên tàu hoàng sân mới trở về. Nhưng mà trở về cái này nó kẹt ở chỗ là sai địa chỉ, bởi vì cái địa chỉ nó làm cho mình là cái địa chỉ của cái hộ khẩu gốc là nằm tuốt bên quận 8 rồi, lại có một thời gian đợi 2 tháng nữa, có nghĩa là lấy cái đó mình về cái nơi cư ngụ mình mới, mình làm cái Chuyển cư địa ngụ mới chỉ. là chuyển hộ chuyển địa chỉ, bởi vì cái địa chỉ đó nó không còn nữa, nó địa chỉ ma rồi, À, là phải qua một bước lại phải đó. qua một bước nữa cũng làm lại một cái căn cứ chứng minh nhân dân nữa, căn cứ công dân nữa là 2 tháng nữa đó, phải đợi đi về. Thì bây giờ là coi như hoàn chỉnh, có nghĩa là căn cứ công dân số nhà đầy đủ để ngay chỗ cái nhà của Là mình anh luôn. làm nhà mới anh mua đó phải không? Đúng rồi, Ủa, nhưng mà trước khi mà anh làm công dân là anh đã mua nhà rồi mua bằng nhà rồi, bằng passport Việt Nam. đúng rồi, nhưng mà nó không phải là sở hữu chủ, có nghĩa là anh không có hộ khẩu nằm trong đó. À, bây giờ là anh có Bây công giờ dân bắt là hộ đầu, khẩu bây giờ anh xác nhận là anh xin nhập hộ khẩu vào cái nhà anh mua, luôn. Ờ, coi lại như bây giờ qua là lại có một thời gian nữa.
điều tra rồi xong anh phải là người chủ mua, đưa tất cả những cái tờ nhà tôi mua đứng tên là ra hộ ra công chứng nhân được đấy rồi, ok xong anh chờ 20 ngày sau trả lời đủ rồi, lại đợi 20 ngày sau nó có một cái biên bản xác nhận cho anh là chủ hộ cái nhà Rồi nó bây mua, giờ là anh là ngon lành ở chỗ là anh là có nhà ở Việt có Nam, nhà, có hộ khẩu trong đó có hộ luôn, khẩu Việt Nam, căn cước công dân, chủ bằng lái hộ xe Việt luôn, Nam, chủ hộ, tất cả đủ hết đầy đủ hết. rồi, Bắt đầu mà anh là người có quốc tịch Mỹ luôn đó nha. đúng rồi, Đó. tao lấy giấy tờ trên vai. Nói ông này ông nói có bằng chứng nha quý vị. Thì đó, cái con đường để tóm tắt lại quý vị là trường hợp của anh Cầm thì khác mình, tại vì anh Cầm mất cái giấy tờ, còn mình thì mình kỹ lưỡng hơn á, là mình đi Mỹ là mới 10 một năm thôi, cho nên là mình khi đi Mỹ thì giấy tờ mình vẫn còn nguyên, có nghĩa là chứng minh còn giá trị, lái xe, hộ khẩu mình giữ hết, nhà mình cũng không có bán, mình còn nguyên vậy, cho mình về là mọi chuyện đều ok hết, không có phải như anh Cầm anh cực vậy. Tại tôi đi sao chứ tôi cực, Bắt đây là bao cái Mỹ, bắt bao Mỹ, đây là cái bắt bao Việt bắt Nam, bao Việt Nam, phải không? Thì trong cái này tôi sẽ có cái này còn lấy xe cũ hồi xưa phải không, bằng lái xe, bằng vẫn còn hiện xe bằng kia là không thời không giá hạn, trị, không 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 là thời hạn, không hạn là hạn, rồi vẫn xài rồi được. vẫn thời được. Căn cước công dân đừng Đây quên là mất công đây mất đây số, đây là đây là căn cước công dân mất công đó, lộn lộn số hết đây rồi căn cước công nè, dân. rồi Đây là bảo hiểm y tế bộ bảo hiểm y đó, tế mua nhiêu tháng, tao mua loại bình thường giống người ta mua 946 đồng một năm, một năm nhưng mà mà kỳ này sau tao sẽ về mua 7 triệu một năm, họ bao nhiêu năm là 7 triệu xịn năm hơn. là xịn đó Đâu rồi. có lo, đâu có bảo hiểm hết trơn, Mỹ cũng có bảo hiểm, ở Việt Ở Nam bảy cũng có năm bảo có bảo hiểm, hiểm mà mới bảo hiểm ở rồi đó, đây như sợ vậy gì đủ rồi. đâu. Còn bằng lái xe rồi còn giấy tờ xe thì hiện giờ tao để Đến cho nỗi mà cầm tiền Việt Nam qua luôn nè cả nhà mình nhiều lắm, tiền làm nè. nhiều lắm, được tiền làm nhiều lắm mà giờ không biết sao xài. Việt À Nam quên xài nữa, rồi còn mở tài khoản ngân hàng Việt Nam mới lại ghê cái đó, chuyện thấy không? đó rồi, giờ ổng đầy đủ chưa Mở tài khoản ABC Việt nè, trên Nam tay cầm vé chuẩn bị về Việt Nam tiếp nè, đó, đây tôi đây cũng chuẩn bị về với ổng. à, khoai rồi tao lấy cái tài khoản ngân hàng luôn. Rồi anh Cầm anh chịu chia sẻ với các bạn đó, thì cho nên thời nay mà có nhiều người nói mà coi như mua Việt kiều mà tới giờ này mà còn bị gạt, bởi vì mua nhà đất ở Việt Nam để người khác đứng tên không Mình thể chỉ đứng tên nói được một cái điều, mình chỉ nói một cái điều như là vậy, sai, tại vì không không chịu tìm hiểu, họ không lười, phải họ nó lười, họ không không phải chịu là lười, ấy. không phải là lười mà họ cũng không bị gạt nữa, có nghĩa là họ hình như là họ nổ cho nó sướng cái lỗ tai, hoặc là không có chuyện gì nói để gây chú ý rồi họ làm, thì tôi nghĩ thực chất không bao giờ có cái chuyện đó. Thời buổi năm nay là 2024 tôi làm gì có cái chuyện mà luật đất đai có sẵn tất cả, mà bây giờ thiệt mày mày nhờ tao đứng tên đó, mày tụi nó mừng chết mẹ luôn. Biết sao không, lúc nào nó bán mày cũng được hết trơn, mà không là nghĩa địa đây, có nghĩa là ACB ACB nè, ngân hàng quan Việt trọng có Nam tiền như đó sao không có mày, không. không có sao được mày. Ê, thẻ đen đàng hoàng nha mày, thẻ đen đàng Thẻ hoàng đen nha, hả, thẻ thẻ đen đen là thẻ ghê thương gia đấy vậy, ồ vậy là đồ, dữ chứ không phải đơn giản đâu. vậy. Ừ chứ dữ mà đủ mà chơi, tao thẻ nhiều lắm đồ, quá nhiều chứ Rồi các bạn hôm nay là được nhìn thấy, chưa, đây ngân hàng Mỹ nhìn thấy anh đó. em ở bên Mỹ livestream, có nhiều người thắc mắc hỏi em á, Ừ. sao mày mày về Mỹ làm chi, Đâu có anh đâu, Cầm về Mỹ làm chi, trời, tôi về Mỹ làm chi, bộ thích đâu đi chứ ai cấm. đây là tôi, giờ tôi hai quốc tịch, tức như là tôi chỗ nào tôi cũng đi ở đi được ra, và không ai được quyền nói một câu là tại sao mày ở đây hỡi kia, bởi vì tôi nói cho nghe vừa rõ ràng, đây tôi riêng cá nhân tôi thôi, tôi không nói hiểu là đại gia đình tôi ở đây nè, con cái cháu chắc mấy chục mạng ở đây là chung quanh tôi nè, tôi bỏ thì sao đây, tôi có thể tôi hương thân tôi về Việt Nam tôi chơi được năm hai năm được ok, lâu lâu thì thích thì qua biển có sao đâu, có ai bắt tôi được đâu, bình thường mà đi 10 năm cũng không sao hết, đủ bình thường không có cái gì cả. Tổng thống Mỹ đủ tao chưa về được cái đường nó tụi bay mày đặt hoài đủ. Còn mình á, mình cũng chia sẻ nè, tại vì mọi người không hiểu, có ông Cầm hiểu thôi. Một người ở Mỹ á mà muốn về Việt Nam sống lâu dài á thì phải Nó không đơn giản đâu, là phải tính toán nhiều tính thứ, toán gì đó. cho Tao thì không, nên tao thì ngoại lệ rồi, bởi vì sao, mà một cái mà khó khăn nhất á là của người Việt kiều mà về Việt Nam sống, đầu tiên là phải có nơi chỗ ở, nó thì phải đó, một như cái anh thấy em phải chuẩn phải có bị chỗ nhà ở, cửa trước, anh thấy không, không đất thể nhà nào anh ở khách cửa sạn mà anh ở năm này qua năm kia được mới tiền chó đâu anh trả, được chưa, anh mướn nhà trọ hả, một tháng tệ lắm phải 2 triệu, cho thằng ở cho đàng hoàng thì chứ, cũng phải 2 triệu nhưng mà đã Việt kiều mà về ở nhà đã, trọ nó giờ kỳ tiểu ủa quá. thì nói vậy, trước mắt là phải có chỗ ở rồi xong rồi phải phải có những cái sinh hoạt thì không, ta không nói một cách khác thì nữa, về Việt Nam ở
không đơn giản đâu, không dễ đâu. Không đơn giản, nghĩa là cái thu xếp đó, nó khó. Giống như bây giờ anh biết không, phía Việt Nam em đã xong rồi, từ mua đất rồi chuẩn bị chuyển Không mày thì như tao, chuyển mục mày đích tao cũng vậy đó, ok nhưng rồi. mà mình qua đây á, để tiết lộ luôn nè, bây giờ em biết qua đây làm gì không, em phải giải quyết cái chuyện nhà cửa bên đây Không thì tao đâu yếu gì đâu, rồi tao nhờ cái này tao không có không. mà. Và cái thứ hai đó là em á, anh biết đó, là phải đóng hết tất cả những cái tài khoản bên đây, mình chừa ra biết Ờ, đã bao khá nhiêu nhiều. thứ anh thấy không, rồi số điện thoại 2-3 cái phải dẹp, chứ về bển tháng đóng bốn mấy đồng uổng Dẹp lắm, dẹp cái nó cắt mình phải đi. dẹp nhiều thứ lắm. Cho nên trở qua lần này mình phải làm thu gọn lại hết để chia Nói riêng gọn mày, tao thì không có thu gọn được, thiệt tao thì không có thu gọn được, gọn bởi vì này tao vẫn có nhà 2 căn lận khổ, 1 căn cho mướn rồi đang sửa chữa nữa, ông tôi thừa sướng ra tôi, cho tại tao. ở Mỹ tôi không có nhà, tôi khỏe. Tao Mỹ, Mỹ đâu tao cũng có nhà chứ, cái đâu tao có nhà, tao cũng có nhà chứ, nó thằng này Việt Nam nó rõ ràng vậy. Ở Mỹ là Thế tôi thì không có tao không có khe, là ở nhà. đây là đại gia đình, còn mấy đứa con mỗi đứa nào cũng có nhà mày biết rồi, cho nên vì chỗ đó tôi nói mày nghe. Tại vì tôi sợ quá rồi, tại vì có nhà trả nhiều thứ quá, Nuôi sợ mày quá phải, mày phải rồi, có cái nuôi nhà mà. nuôi, mày phải nuôi, cho nên bị đó thì phải nói là một cái điều là phải nuôi, cái điều đó ai cũng biết cả rồi. Thuế, thuế ở đây thì mày khỏi biết rồi, nó nặng lắm, không đơn giản, đơn đâu có đơn giản đâu. Nhà có cái nhà ở Mỹ á, xin lỗi nha, có 10 cái nhà ở Việt Nam tôi thích, Đúng rồi, có một cái nhà ở Mỹ tôi cũng té lý khối luôn do, á. lý do Ở ở Việt nhà Nam đâu có bị gì đâu, tốt gì thôi mà đâu, gọi là thuế thổ đặc Việt Nam mà, coi như đáng nhiêu đâu. nó không đáng bao nhiêu cả, 1 năm đóng có mấy trăm ngàn, Trời, trời đất có ơi, một cái nhà ở Mỹ trong thôi khi là đóng đây ở chết Mỹ luôn đóng 1 năm trời gì là mấy ngàn đô rồi, khổ á. Thì vậy. tiểu bang mình là một chấm mấy đỡ, thử có nhà ở Houston hay là ở Texas đi rồi biết, Đúng hai chấm rồi, mấy ba chấm thì chết luôn cái chuyện đó là á. chuyện bình thường rồi, còn cái chuyện mà nãy Hiếu nó mới nói là có chuyện mà thời buổi bây giờ mà vẫn còn để cho người ta lừa gạt mà để mà người ta Kia tôi gọi đứng tên là giùm thì đứng tin giùm, thôi, mà đó cái chuyện nó không bao giờ có, bởi vì không ai ngu và không luật ai luật không cái đã rõ ràng rồi. mà 10 mấy năm nay rồi, chứ đâu phải một ngày một bữa đâu mà nói những cái chuyện kỳ cục vậy, nói Ví chuyện dụ là như gì giống như có nhiều ông á, thì dư tiền quá đưa tiền cho vợ thằng bạn nó mua đất đứng tên giùm thì có chắc má, vợ má, vợ má, chắc cái chuyện nói chung chuyện tào lao thì không ai tin được đâu, biết không, chứ còn thực chất là không ai bao giờ có mấy cái chuyện ở đâu, nó hẳn là như vậy. chắc mình dừng đây đi gầm ha. Rồi Thôi rồi, ok, rồi rồi gặp cái lần bye sau nha. nha. Rồi. Dạ.